chào mọi người ha. Hôm nay anh em mình đi thăm vườn. Thì đợt này cái cây á mưa nhiều. Thì khi mà trồng ở miền Tây thì mọi người lưu ý là mình chịu khó rút cái mực nước này ra ngoài. Cái giật cái mực nước thủy cấp này xuống. Tại vì nếu mà mực nước thủy cấp này cao quá là cái cây của mình á nó no nước. Nó no nước là cái rễ mình nó sượng. Ví dụ như điển hình vườn mình ha, đang nhìn rất là xanh đẹp nhưng mà do mực nước cao á thì cây mình nó sượng. Hay nó cái kiểu vàng lá là nó không có xanh mướt như kiểu lá mít. Mà nó mét mét. Ha. Nó mét mét này, mọi người thấy nó mét mét ha. Thì mọi người chịu khó là rút cái mực nước thủy cấp này ra. Đó, mình nghe tiếng bơm cạch cạch ở xa không? Đó, con quanh đây thì đang rút nước từ cái mực nước này ra để cho nó mực nước thủy cấp nó giật xuống. Thì sau khi mình giật cái mức nước thủy cấp xuống thì mình sẽ tăng cái đề kháng cho cái cây lên. Tăng cái đề kháng của cây lên thì mình sử dụng những cái sản phẩm như là bộ bốn dưỡng rễ. Đó là Carphos. Thì hoạt chất của nó là phosphonat, nó làm cho dày lá, lướt bệnh. Thứ hai nữa là mình sử dụng Super Root TE. Cái root này là vi lượng chelate và kết hợp với lại dưỡng rễ thì để cái rễ của mình đó, nó phục hồi lại. Tại vấn đề là mưa nhiều là rễ nó hơi yếu. Thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng canxi, canxi manje hoặc là canxi energy. Cái canxi mà mình khi bổ sung cho cây và bổ sung cho đất thì nó sẽ hạn chế bị thối cái lông hút. Lông hút là cái rễ tơ của cái cây ha mọi người ha. Đây, nước nhiều nó lỏng bỏng như vậy thì nó hạn chế thối lông hút. Và thứ tư cuối cùng là mình vừa bổ sung luôn vi lượng đồng, vừa bổ sung manje cho xanh cây. Đó là mình sử dụng cái sản phẩm đồng kẽm manje của công ty mình. Đó, mình sử dụng bộ bốn đó. Như một cây lớn như thế này ha, cây lớn như thế này nếu mà chữa bệnh thì mọi người thể dùng 40 lít một cây. Còn nếu mà phòng bệnh á, để cho nó lướt bệnh á thì mình có thể sử dụng là 20 lít một cây thôi. Mình đi qua hệ thống mình tưới, hoặc là mình đưa vô ram tưới nhẹ nhẹ quanh quanh cái phần mô. Là cái bộ bốn Phosphorus canxi và cái đồng kẽm manje là vừa chữa bệnh vừa phòng bệnh luôn ha. Còn trên lá là mình sẽ làm cho lá nó dày lên. Dày lên thì mình sử dụng Carphos cộng với Power cộng với canxi energy. Đó, bộ ba làm dày lá là mình phun trên lá cho lá nó dày lên. Hiện tại khi mà mình tưới á, lưu ý là cái cơi lá là nó đang dày lụa như thế này ha. Còn nếu lá non á, là mình hoặc là đọt non đang ra là cái rễ nó bình thường là không có cần sử dụng. Nhưng mà khi cái lá của mình nó bị sượng sượng như thế này, cái ngọn nó đứng và cái dàn lá mình á, nó hơi bị mét mét, nó không được lên màu xanh. Đây, để ý nha, cái cây màu xanh thì nó lên được cái màu cũng cỡ này. Còn cái lá mà nó phải cỡ cái lá già này. Còn cái lá đọt mà hơi mét mét như thế này là do bộ rễ bị mưa nhiều thôi. Nhìn như vườn mình hiện tại thì vẫn không có bị bệnh gì. Chỉ có phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì mình khi đó mình phòng bệnh thì cái liều rất là thấp. 20 lít là vừa bổ sung dinh dưỡng vừa sung cây luôn. Và ngoài ra nữa, định kỳ phun lá là mình sử dụng cái sản phẩm là Mix Gel. Mix Gel USA của công ty mình ha. Để cho cái lá mình nó bóng bẩy lên và nó bổ sung vi sinh vật cho đất. Nó cải tạo đất, vừa phun vừa tưới luôn. Cái Mix Gel ha. Là nó sẽ phân giải những cái hữu cơ hoặc là đạm hữu cơ, hoặc là đạm tồn dư, đạm tự do trong đất. Nước mưa này nó nhiều đạm lắm. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là khi mà mình đưa xuống gặp cái hữu cơ mà mình bón trong mô nè, hoặc là mình bón ở cây á, nó chưa hoai. Nếu mà nó chưa hoai thì nó dẫn đến nước nó lỏng bỏng trong đó. Thì khi đó nó rễ nó ra, nó thúi, nó sượng cây ha. Hiện tại mình đang rút nước ở mực thủy cấp ra rất là nhiều. Mưa liên tục mà. Mà mực nước á, mình phải coi canh nè. Cái mô là như nước mình tới mấp mé mô là cái cây sau này nó sẽ vàng lá thúi rễ liền. Mực nước thủy cấp nó phải được khoảng từ 1 mét. Đó, mình rút nước ra khoảng 1 mét. Thì cái này mưa hai cơn nó lại lên lại nửa mét nữa là vừa.
rút cái nước ra là cái cây mình nó xanh lại liền, không có vấn đề gì hết ha. Đó thì cái dàn lá mình hiện tại là nó rất là ổn đây. Nhưng mà mọi người lưu ý trong mùa mưa, mà đặc biệt là những cái vườn lên mô lên líp, là mình phải coi cái mực nước thì cấp. Còn về dinh dưỡng thì mình chỉ có đi những cái dòng mà tăng đề kháng, ví dụ như phosphonat này nọ. Còn về NPK thì hạn chế sử dụng NPK trong cái thời điểm này ha mọi người ha. Mình có thể bổ sung NPK qua lá, ví dụ như dùng cái sản phẩm Power bên mình, là sản phẩm cân bằng dinh dưỡng, là 15-10-15. Hoặc là sử dụng những cái sản phẩm lấy cơi qua lá, là như NZ 33-11-11. Đó, mà mình bổ sung hai cái dòng đó là khi mà qua lá hạn chế tưới gốc. Còn bón gốc thì mọi người có thể sử dụng những cái dòng như là Lân Guano, hoặc là hữu cơ vi sinh số 9, số 10. Bón gốc thì ưu tiên là hữu cơ vi sinh thôi ha. Đó, thì bón thì cũng phải canh cơi dài vậy là mình có thể bón được. Nếu như mà mọi người không có phòng mà bệnh làm dày lá lên á, nó không có làm kia, hạn chế thối lông hút á, thì ví dụ như cái đọt nó đang đỏ này, sau đó là nó sẽ khô cành và dần dần là nó rụng cái lá này đi, là nó khô cành, nó thối lông hút á. Là sau khi hết mùa mưa thì lúc đó mọi người phải tưới phục hồi rễ, tưới bộ ba dưỡng rễ thì rất là tốn tiền nha. Nếu mà quy trình chăm sóc thì mình không cần sử dụng tới những cái bộ kích rễ, mà mình sử dụng những cái bộ dày lá dưỡng rễ. Đó, với những cái vườn khỏe mạnh như thế này. Còn bón phân trong mùa mưa thì hạn chế bón phân hóa học để cái cây của mình nó đỡ bị phạm. Mình bón phân hóa học ha, gặp mưa cái xong rồi nó mưa liên tiếp, nó thúi cái lông hút, thì cái cây của mình á, lúc đó nó mới thối rễ tơ, sau đó là mới dần dần nó thối lần dần dần lên cái rễ chính, rồi nó thối cổ rễ. Đó, cho nên là mình phải hạn chế bón phân hóa học, thì mình sử dụng những cái dòng phân như là sinh học như mix gel là nó đầy đủ đạm, mà đạm hữu cơ ha, đạm mà sinh học luôn nha. Đó, mix gel USA. Thì ngoài cái vấn đề về bảo vệ lông hút, bảo vệ dàn lá, thì còn ra nữa là mình phải quan tâm tới nấm khuẩn trong mùa mưa. Thì trong mùa mưa này thì đa phần là có cái loại là Phytophthora nó phát triển mạnh, cho nên là nó sẽ gây xì mũ thối thân, sau hết mưa xong nó mới xì mũ ra. Thì mình phòng Phytophthora thì mình sử dụng những cái sản phẩm như là Anacadix bên mình, là nó có chitosan và nano bạc ha, rất là ok. Sản phẩm như là Anacadix bên mình, rồi dùng có những cái sản phẩm làm dày lá như là Carphos. Đó, phốt là dùng cái phosphonat á, là khi đó nó sẽ lướt bệnh được luôn, làm dày lá lướt bệnh luôn ha. Cái phòng sâu rầy thì khi mà cái cơi lá già như thế này rồi thì không có con gì ăn đâu, chỉ có khi mà nó đẩy cơi ra thì mình sử dụng bộ đôi tinh dầu gọi là extra cộng repel. Bộ đôi đó thì extra repel là mình có thể phòng lá khi mà cơi non nó đang ra ha. Còn nếu như cái đất của mình bị phèn, bị rõ phèn ra, hoặc là bị pH thấp, thì mọi người có thể sử dụng thêm cái fluvit gel bên mình để nâng pH lên. Fluvit gel và canxi. Đó, những dòng canxi. Còn trong quy trình, nếu như cái đất mình ổn định thì mình không cần xài tới vôi đâu ha. Khi đất mình bị nhiễm bệnh thì mình mới tới xài tới vôi. Đó. Quanh đây thì bà con làm cũng vất vả, nhưng mà vườn này thì nói chung là tương đối ổn. Thì kết thúc mưa thì mọi người chú ý là phòng tiến trùng. Tiến trùng rễ thì khoảng 2 tháng nữa hết mưa thì mình sẽ sử dụng cái thuốc tiến trùng dặn hạt, hoặc là mình sử dụng cái extra bên mình cộng với mix gel và mình tưới vừa dưỡng rễ vừa phòng tiến trùng luôn nha. Thì bà con mà trồng sầu riêng hoặc là trồng bất cứ cây gì mà cần kỹ thuật chăm sóc dinh dưỡng, cần cái giai đoạn nào
mà loại gì để cho nó phù hợp với cây thì cứ liên hệ với mình ha. Mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết. Xin chào tất cả mọi người ạ.